Kabuto đã sử dụng cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư, chuyển sinh vô số ninja ở khắp các làng, thậm chí là những ninja vô cùng mạnh mẽ như Madara, Itachi, Nagato, đã gây nên vô vàn khó khăn cho Liên Minh Dẫn Giả. Các Hokage tiền nhiệm cũng được chuyển sinh nhờ Orochimaru. Tuy nhiên, vẫn có một số ninja mạnh mẽ, tài năng không được chuyển sinh trong cuộc đại chiến này với nhiều lý do khác nhau. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Anh Sinh Viên. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào video Top 6 ninja mạnh mẽ không được chuyển sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta cần nắm sơ lược về cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh. Edo Tensei, hay còn gọi là Uế Thổ Chuyển Sinh, là cấm thuật cực kỳ lợi hại được sáng tạo bởi Senju Tobirama và phát triển hoàn thiện hơn bởi Orochimaru và Kabuto. Mục đích của thuật này là mang một người chết trở lại cuộc sống. Tuy nhiên, cơ chế thi triển của Edo Tensei khá phức tạp. Khác với khi họ còn sống, người được chuyển sinh bởi thuật này có nguồn chakra vô hạn, thể lực dồi dào và họ có thể đánh liên tục không ngừng nghỉ. Ví dụ như trong trường hợp của Itachi, sau khi được hồi sinh, anh có thể sử dụng Mange Kyo Sharingan thoải mái mà chẳng mất sức. Người được hồi sinh không thể bị giết theo một cách thông thường. Dù mất chân tay hay bị phân rã, họ vẫn có thể tái tạo dễ dàng. Và giờ chúng ta sẽ đi vào top 6 ninja không được chuyển sinh nha. 1. Hoshigaki Kisame. Kisame là một shinobi cực kỳ mạnh mẽ, người đã được chọn vào thất kiếm làng sương mù và sau đó là Akatsuki. Hắn dễ dàng giết chết Fubuki, một thành viên thuộc thế hệ mạnh nhất của thất kiếm, kể cả khi đối phương đang sử dụng Samehada. Kisame tự nhận mình là thành viên Akatsuki giỏi nhất trong việc bắt sống mục tiêu, đã được chứng minh khi bắt thành công Goshi là Jinchuriki của tứ vĩ mà không cần quá nỗ lực. Kisame đã khiến Gai, một trong những shinobi hàng đầu của làng lá, gặp khó khăn, buộc Gai phải mở cổng thứ 6 của bát môn động giáp để chống lại bản sao với 30% sức mạnh, và cổng thứ 7 để chống lại Kisame thật khi không có Samehada. Kisame sở hữu lượng chakra khổng lồ, cao hơn nhiều so với các thành viên Akatsuki khác, mang lại cho hắn biệt danh vĩ thú không đuôi. Kisame có sức mạnh thể chất và tốc độ vượt trội, kết hợp các đòn thể thuật mạnh mẽ với những nhát chém uy lực từ Samehada. Kisame có thể chữa lành vết thương và bổ sung chakra của mình bằng cách tạm thời kết hợp với Samehada. Hắn cũng có thể hợp nhất hoàn toàn để tăng thêm sức mạnh của mình, có khả năng thở dưới nước bằng cách sử dụng men hình thành trên cổ. Kisame là một bậc thầy về thủy độn, có thể thay đổi toàn bộ chiến trường bằng cách tạo ra một lượng nước lớn để mang lại lợi thế trên chiến trường và sử dụng cho các cuộc tấn công. Hắn hay định hình các đòn tấn công thủy độn của mình thành cá mập. Kisame cũng thành thạo hỏa độn và phong độn. Hắn cũng có khả năng triệu hồi cá mập cho cả mục đích chiến đấu và truyền tin. Và lý do hắn không được chuyển sinh là vì không thể tìm thấy đủ DNA do cá mập đã ăn sạch. 2. Jiraiya. Jiraiya là một trong sanin huyền thoại của làng lá và là học trò của Hokage Đệ Tam. Ông còn được biết đến là danh xưng Cáp Mô Tiên Nhân Cốc vì ông có thể triệu hồi rã cốc. Sức mạnh của ông không thua kém gì so với các Kage, ngay cả những người như Hiruzen, Minato, Kakashi đều phải thừa nhận khả năng của ông. Sức mạnh của ông lớn đến mức Uchiha Itachi, một bậc thầy về Sharingan và là một trong những thành viên mạnh nhất của Akatsuki, không muốn đối đầu trực tiếp với ông trong trận chiến, lo sợ rằng kể cả khi anh cố hết sức cũng sẽ bị dồn vào đường cùng. Kisame khẳng định rằng hắn không phải là đối thủ của ông, nói rằng ông ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Ben, một học trò cũ, ngạc nhiên trước năng lực của ông, cũng đã nhắc đến rằng ông có thể thắng nếu biết trước về sáu đạo của Ben. Ông có khả năng phát triển hoặc triển khai giới hạn của một thuật. Khi mà một nhẫn thuật bình thường hoặc cấp E có thể trở thành một công cụ cực kỳ nguy hiểm, Tô Tông Jutsu được ông tạo ra để nhìn trộm phụ nữ, giờ đây trở nên rất hữu hiệu trong tình báo và chính xác. Dù vậy, ông tự nhận mình không có khả năng trong ảo thuật. Khả năng lĩnh cao của ông là tuyên nhân thuật, một thuật biến đổi cho phép ông sử dụng năng lượng tự nhiên để phát triển các kỹ năng của mình lên một cấp độ cao hơn, tăng sức mạnh thể chất lên đáng kể. Bằng chứng là ông có thể đánh bay vật triệu hồi của Ben. Tuyên nhân thuật cho phép ông sử dụng bản thể mạnh hơn của một số nhẫn thuật. Ví dụ điển hình là Chōodama Rasengan, một Rasengan khổng lồ với kích thước còn lớn hơn cả cơ thể ông. Tuy nhiên, Jiraiya chưa thật sự nắm bắt được thuật này. Jiraiya thông thạo rất nhiều nhẫn thuật. Ông có thể sử dụng hỏa, thủy, thổ, phong và âm dương độn. Ông cũng rất thành thạo thuật phong ấn. Sau khi chết, Jiraiya trở thành một trong những người mà Kabuto muốn tái sinh nhất, nhưng không tìm được DNA của ông.
3. Uchiha Shisui là thành viên của gia tộc Uchiha và là hậu duệ của Uchiha Kagami. Ngay cả theo tiêu chuẩn của tộc Uchiha, Shisui vẫn được coi là một trong những thành viên tài năng nhất của tộc. Danzo thậm chí còn ca ngợi cậu là người mạnh nhất tộc Uchiha ở thời đại của mình. Shisui trở thành Jonin chỉ sau 4 năm trở thành Shinobi. Sức mạnh của cậu được biết đến rộng rãi đến nỗi toàn bộ ninja lần sương mù phải nhanh chóng bỏ chạy khi nhận ra phải đối đầu với cậu. Một minh chứng nữa cho sức mạnh của Shisui là Kabuto rất muốn chuyển sinh cậu nhưng không thể tìm thấy đủ mẫu DNA. Shisui có biệt danh là Thuấn Thân Shisui nhờ kỹ năng đặc trưng của mình. Cậu có thể sử dụng nó để biến mất khỏi tầm mắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong anime, tốc độ và khả năng di chuyển của cậu lớn đến mức có thể di chuyển mà không bị ninja cảm nhận, phát hiện và để lại nhiều dư ảnh. Shisui cũng là người sử dụng thể thuật thành thạo, có thể đánh bại Itachi trong một số trận đấu. Shisui có thể triệu hồi một đàn quạ để hỗ trợ và làm chủ được ba thuộc tính tự nhiên là hỏa, lôi, phong cùng với âm độn. Cậu rất thành thạo trong việc sử dụng hỏa độn. Nó mạnh đến mức đòi hỏi nỗ lực của nhiều người sử dụng thủy độn cấp độ Anbu mới có thể đối trọng với nó. Cậu cũng có kỹ năng đáng gờm về kiếm thuật, Shuriken, Kunai. Giống như nhiều thành viên của gia tộc mình, Shisui là người sử dụng Sharingan. Khả năng sử dụng Sharingan sánh ngang với Itachi, cả hai đều được đánh giá cao về nhãn thuật. Ảo thuật của anh đặc biệt mạnh mẽ, được ca ngợi là người sử dụng giỏi nhất gia tộc. Shisui là một trong số ít những người có thể đánh thức Mangekyo Sharingan. Nó cho phép cậu thi triển Kotoa Matsukami ở mọi mắt, được coi là một ảo thuật độc đáo và mạnh nhất, cho phép cậu đi vào tâm trí của đối phương, điều khiển họ, khiến nạn nhân không thể nhận ra là mình bị trúng ảo thuật. Với Mangekyo Sharingan, Shisui còn có thể sử dụng Susanoo. Nó có màu xanh lá với vũ khí là một mũi khoan. 4. Uchiha Izuna. Izuna là thành viên của gia tộc Uchiha và là em trai của Uchiha Madara. Ông cùng với anh trai Madara nổi tiếng là hai thành viên mạnh nhất của gia tộc trong thời đại của mình. Izuna được ghi nhận là có tài năng phi thường, thậm chí theo tiêu chuẩn khắt khe của gia tộc Uchiha, và là một trong những người mạnh nhất gia tộc Uchiha trong lịch sử. Ông có lượng chakra cực kỳ lớn, ngay cả đối với những thành viên trong tộc. Nếu Madara được xem là đối thủ của Hashirama, thì Izuna chính là đối thủ của Tobirama, một shinobi nổi tiếng là một trong những người mạnh nhất và nhanh nhất trong thời đại của mình. Trong anime, Izuna được thể hiện là có thể sử dụng thành thạo đại hỏa cầu chi thuật, đủ mạnh để phân tán thị rong đạn của Tobirama. Izuna sở hữu tài năng vượt trội về kiếm thuật, cho phép ông tấn công theo nhiều kiểu khác nhau. Izuna thức tỉnh và đậm chủ được Sharingan của mình khi còn rất trẻ, cùng thời với Madara. Với nó, Izuna có được các khả năng cơ bản của Sharingan, bao gồm dự đoán chuyển động, rồi từ đó dễ dàng né tránh hầu hết các cuộc tấn công của kẻ thù. Cùng với anh trai của mình, Izuna trở thành một trong hai người đầu tiên thức tỉnh Mangekyo Sharingan, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy Izuna sử dụng nó trong trận chiến hoặc bất kỳ kỹ thuật nào có được từ nó, nhưng nó đã nhanh chóng đưa ông cùng với Madara lên vị trí lãnh đạo của gia tộc. Lý do ông không được chuyển sinh rất có thể là do không tìm được DNA. 5. Uchiha Fugaku. Ông là trưởng tộc của gia tộc Uchiha, đồng thời là thủ lĩnh của lực lượng cảnh vệ làng lá và là cha của Sasuke và Itachi. Sức mạnh của ông không được thể hiện quá nhiều, nhưng là trưởng tộc nên có thể ông thông thạo hết tất cả các nhẫn thuật của gia tộc. Là một người thuộc tộc Uchiha, Fugaku có lượng chakra rất lớn. Hơn thế nữa, ông còn được coi là một thiên tài hiếm có với biệt danh là Fugaku hung nhãn, khiến các shinobi các quốc gia khác phải run sợ. Tài năng của ông được coi là có thể sánh ngang với Hokage đệ tứ Namikaze Minato và Sanin huyền thoại, thậm chí còn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Hokage đệ tứ. Ông mạnh đến mức ngay cả con trai lớn Itachi cũng hy vọng tránh phải chiến đấu với một đối thủ như ông. Fugaku là người nhạy bén, có thể nhanh chóng xác định được khi nào mình bị theo dõi từ xa, nổi bật là một trong những đội trưởng an ninh xuất sắc nhất qua nhiều thế hệ. Fugaku được cho là khá giỏi sử dụng Shuriken. Là một người thuộc tộc Uchiha, ông có khả năng thiên bẩm về hỏa độn, thành thạo đại hỏa cầu. Trong anime, ông cũng có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Giống như hầu hết các thành viên trong gia tộc, Fugaku sở hữu Sharingan cho ông khả năng nhìn thấy chakra, dự đoán chuyển động và sử dụng ảo thuật chỉ bằng một cái nhìn. Fugaku có một số kiến thức về Mangekyo Sharingan khi nói với Sasuke rằng nó cần một sự hy sinh rất lớn để thức tỉnh nó. Trong anime, Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan trong đại chiến nhận giả lần thứ 3 sau khi bạn của ông hy sinh bản thân để cứu ông. Chúng ta không được nhìn thấy khả năng Mangekyo Sharingan của ông, nhưng có thể ông có thuật đặc trưng và sử dụng được Susanoo. Lý do ông không được chuyển sinh không được nhắc đến, nhưng có lẽ Kabuto không muốn hồi sinh hoặc không tìm thấy DNA. 6. Hatake Sakumo. Sakumo là cha của Kakashi, và ông có biệt danh là nanh trắng của làng lá,
được ca ngợi là một shinobi thiên tài. Sakumo cũng là một người đàn ông nhạy bén, dự đoán chính xác. Gai là một người não muộn và sẽ có sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Và cảnh báo Kakashi đừng đánh giá thấp Gai, vì một ngày nào đó, Gai có thể trở nên mạnh hơn Kakashi. Ở thời kỳ đỉnh cao, Sakumo là một shinobi cực kỳ mạnh mẽ, với kỹ năng và danh tiếng được cho là làm đu mờ cả Sanin huyền thoại. Sakumo đã để lại nỗi sợ cho kẻ thù của mình khi đối đầu, thể hiện qua phản ứng của một shinobi làng đá khi nhận nhầm Kakashi với ông, mặc dù lúc đó Kakashi chỉ mới là một đứa trẻ. Hay là khi bà Chiyo đã nhầm Kakashi thành ông, kẻ đã giết con trai và con dâu của bà, cũng là cha mẹ của Sasori. Sakumo rất thành thạo kiếm thuật. Biệt danh nanh trắng của ông bắt nguồn từ việc ông sử dụng vũ khí chủ yếu khi chiến đấu là một thanh Tanto có tên là chắc ga bạch quang. Lợi kiếm phát ra một vệt chắc ra trắng khi vung. Lý do ông không được chuyển sinh có lẽ là do không tìm được DNA. Top 10 ninja mạnh nhất được chuyển sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư. Lưu ý, video này không phải là một video xếp hạng sức mạnh mà chỉ có tính chất liệt kê. 1. Senju Tobirama là thành viên của gia tộc Senju nổi tiếng, người cùng với anh trai mình và gia tộc Uchiha thành lập làng Shinobi đầu tiên, làng Lá. Sau cái chết của anh trai mình, ông đã trở thành người kế nhiệm Hokage đệ nhị. Tobirama nổi tiếng là một trong những Shinobi mạnh nhất trong lịch sử, nhận được lời khen từ chính các đối thủ của mình. Ông có thể giết Uchiha Izuna, em trai của Uchiha Madara, và ngang bằng về cả kỹ năng và sức mạnh. Danzo nói rằng sức mạnh của Tobirama là vô song trong thời đại ông làm Hokage. Tobirama được ca ngợi là Shinobi nhanh nhất trong thời đại của mình, có khả năng di chuyển đủ nhanh để vừa bao phủ mục tiêu bằng bùa nổ, vừa đánh dấu chúng bằng ấn chú của phi lôi thần thuật mà không bị chú ý, đủ thành thạo về thể thuật để cạnh tranh với học trò cũ Hiruzen, người được biết với khả năng thông thạo tuyệt đối mọi kỹ năng của Shinobi. Nguồn chất ra của ông đủ lớn để dịch chuyển tức thời hai người sử dụng trạng thái vị thú cùng lúc và đủ mạnh để tác động rõ rệt đến môi trường xung quanh khi giải phóng nó. Khả năng kiểm soát chất ra của ông đủ tốt để thực hiện các kỹ thuật phức tạp chỉ bằng một thủ ấn. Tobirama có khả năng sử dụng nhiều loại nhận thuật khác nhau, sử dụng kiếm thành thạo, đủ để đối đầu với Uchiha Izuna nhiều lần. Ông cũng có thể tạo ra nhiều ảnh phân thân để hỗ trợ trong chiến đấu. Từ nhỏ, Tobirama đã có khả năng cảm nhận rất tốt bằng cách chạm ngón tay xuống đất, còn có thể cảm nhận được chakra của các shinobi của các làng khác nhau. Trong anime, Tobirama được chứng minh là có thể sử dụng ảo thuật để phá mục tiêu trong bóng tối vĩnh hằng mà ngay cả Hiruzen cũng không thể hóa giải được. Tobirama có thể sử dụng tất cả 5 thuộc tính nguyên tố tự nhiên cùng với âm dương động. Khả năng làm chủ thủy động cho phép ông tạo ra một lượng nước lớn mà không cần nguồn nước hiện có, cho phép ông sử dụng các kỹ thuật thủy động cấp cao vào bất kỳ thời điểm nào. Trong anime, ông có thể bao phủ toàn bộ chiến trường bằng nước. Ông sáng tạo ra phi lôi thần thuật và sử dụng thành thạo nó, có thể ngay lập tức dịch chuyển bản thân hoặc các mục tiêu khác đến bất kỳ vị trí nào được đánh dấu bằng ấn chú hoặc kết nối với chakra của ông. Nếu ông kết nối chakra của mình với những người sử dụng thuật này, Tobirama có thể sử dụng ấn chú phi lôi của họ. Tobirama đặc biệt thành thạo thuật triệu hồi. Kỹ thuật khét tiếng của ông là cấm thuật ế thổ chuyển sinh, tuy nhiên ông chưa hoàn thiện nó, và thật chớ trêu ông lại được triệu hồi bởi chính thuật này mà tận tới 2 lần. 2. Namikaze Minato là Hokage đệ tứ của làng Lá. Anh nổi tiếng khắp thế giới với biệt danh là tia chớp vàng của làng Lá. Anh chết trong cuộc tấn công làng Lá của Cửu Vĩ, hy sinh mạng sống của mình để phong ấn một phần Cửu Vĩ vào đứa con trai mới sinh của mình, Naruto. Minato là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử và là một trong số rất ít những người có thể đối đầu trực diện với vị thú. Trong đại chiến ninja lần thứ 3, các shinobi của kẻ thù được lệnh phải chạy trốn nếu chạm trán với anh. Trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ vào làng Lá, chỉ nhờ hành động của Minato mà Tobi và Kurama mới bị đánh bại và ngôi làng được cứu khỏi sự hủy diệt. Phong cách chiến đấu của Minato chủ yếu xoay quanh việc xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng hạ gục kẻ thù, thường loại trừ các phương pháp truyền thống tốn thời gian như ấn tay. Minato có trữ lượng chakra lớn, có thể triệu hồi Ramabunta, cũng như dịch chuyển tức thời nhiều mục tiêu khổng lồ như vĩ thú và các đòn tấn công của chúng. Minato được Jiraiya dạy cho thuật triệu hồi cốc và là một trong số ít những người nhận được sự tôn trọng và hợp tác hoàn toàn của Ramabunta. Anh có kỹ năng sử dụng thuật phong ấn, đã học được một số thuật phong ấn từ Jiraiya và Kushina. Đáng chú ý nhất trong số này là kỹ thuật phong ấn bát quái mà anh đã sử dụng để phong ấn nửa dương cửu vĩ vào Naruto và nửa âm vào chính mình. Biết rằng phong ấn sẽ dần yếu đi theo thời gian, Minato đã tạo ra một chiếc chìa phá để có thể tăng tốc hoặc đảo ngược quá trình này. Minato cũng có thể thi triển thiên vị phong tận, thứ mà anh đã đủ quen thuộc để biết rằng nó không đủ để phong ấn toàn bộ chakra của cửu vĩ. Minato có khả năng cảm nhận rất tốt, có thể phát hiện và theo dõi dấu hiệu chakra từ khoảng cách rất xa.
anh cũng có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật cho nhiều chiến lược chiến đấu khác nhau. Minato thành thạo các thuộc tính tự nhiên bao gồm hỏa, phong, lôi cùng với âm dương độn. Sau khi quan sát bản chất của bốn vị thú, Minato đã dành ra 3 năm để phát triển một kỹ thuật đặc trưng của mình, Rasengan. Sức mạnh của nó được chứng minh là có thể ngắt được bốn vị thú của Kurama. Nó mang lại cho anh lợi thế trong chiến đấu do không cần kết ấn để tạo ra và có khả năng duy trì mà không cần bổ sung thêm chất ra. Minato được ca ngợi là Shinobi nhanh nhất trong thời đại của mình. Chiến công của Minato với kỹ thuật phi lôi thần thuật đã mang lại cho anh biệt danh tia chớp vàng của làng lá. Người tạo ra kỹ thuật này, Hokage đệ nhị, đã thừa nhận kỹ năng của Minato vượt trội hơn so với kỹ năng sử dụng nó của ông. Với kỹ thuật này, Minato có thể ngay lập tức di chuyển đến vị trí của bất kỳ thứ gì được đánh dấu bằng ấn chú của phi lôi, cho dù là một công cụ, địa điểm hay con người. Minato cũng có thể mang theo người khác đi cùng hoặc đưa họ đi. Anh có một bộ kunai đặc biệt để hỗ trợ anh tốt nhất khi sử dụng phi lôi thần thuật. Anh cũng đã truyền dạy kỹ năng này cho đội cận vệ Hokage. Minato đã trở thành Jinchuriki của nửa âm của Kurama không lâu trước khi chết. Mặc dù phải đến khi chuyển sinh anh mới có thể sử dụng nó, nhưng không giống với hầu hết Jinchuriki khác, cụ vĩ không phản đối việc hợp tác với Minato, cho phép anh ngay lập tức sử dụng trạng thái vị thú. Hình dạng của Minato có màu hơi sẫm hơn với các dấu hiệu khác với Naruto, nhưng giống hệt nhau về ngoại hình và khả năng. Minato có khả năng sử dụng huyền nhân thuật. Tuy nhiên, theo sự thừa nhận của chính anh, nó bị hạn chế vì anh chưa từng sử dụng nó trong thực chiến, khiến anh không thể duy trì nó lâu. 3. Uchiha Itachi là một shinobi của tộc Uchiha thuộc làng lá và từng là đội trưởng Anbu. Ngay cả trong gia tộc Uchiha nổi tiếng và lão luyện trong chiến đấu, Itachi vẫn là một thiên tài bậc nhất của gia tộc và làng lá. Nổi tiếng vì luôn thể hiện khả năng vượt xa tuổi, tốt nghiệp học viện ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi chỉ mới 7 tuổi, trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, là ninja trung đẳng lúc 10 tuổi và làm đội trưởng Anbu năm 13 tuổi. Cậu nhanh chóng thăng tiến để trở thành một trong những shinobi mạnh nhất mà làng lá từng sản sinh ra. Orochimaru, một trong Sanin, công khai thừa nhận Itachi mạnh hơn hắn. Mặc dù bị suy yếu vì bệnh tật, Itachi vẫn có đủ khả năng để giết Sasuke trong trận chiến cuối cùng của họ nếu cậu muốn. Là một tộc nhân Uchiha, chắc ra tự nhiên của cậu cũng rất lớn, cũng như kiểm soát nó rất tốt. Tuy nhiên, lượng chắc ra của cậu đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh nan y. Itachi cũng rất thành thạo thuật thuật, có thể đánh bại 3 thành viên của lực lượng cảnh vệ làng lá ở tuổi 11, có tốc độ và phản xạ vượt trội, có thể cạnh tranh với Shisui và Naruto khi ở trạng thái chắc ra vị thú, có thể tạo ra các thủ ấn rất nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy. Cậu có khả năng kiếm thuật cực kỳ giỏi, vốn là vũ khí chính của cậu trong Anbu và trong cuộc thảm sát gia tộc Uchiha. Ngoài ra, còn có thể sử dụng thành thạo các nhẫn cụ shinobi khác nhau như kunai, shuriken, v.v. Itachi có thể sử dụng thuộc tính tự nhiên bao gồm hỏa, thổ, phong và âm dương độn. Là một người thuộc tộc Uchiha, cậu có khả năng bẩm sinh về hỏa độn, thành thạo thực đại hỏa cầu chi thuật của gia tộc khi còn rất trẻ. Với thủy độn, Itachi có thể thực hiện thủy long đạn mà không cần nguồn nước bên ngoài. Itachi là một bậc thầy về ảo thuật, thường liên quan đến quả, được coi là một trong những người sử dụng ảo thuật giỏi nhất của làng lá. Itachi đánh thức Sharingan lúc 7 tuổi. Cậu có xu hướng duy trì hoạt động Sharingan của mình gần như liên tục với mức tiêu hao chakra tối thiểu. Sharingan cho phép Itachi nhìn thấy dòng chakra, dự đoán chuyển động cũng như hỗ trợ sử dụng ảo thuật. Ngoài ra, với Sharingan, anh có thể thực hiện Izanami, một đối trọng với Izanagi. Itachi đã đánh thức Mangekyo Sharingan sau khi chứng kiến Shisui tự sát. Bằng mắt phải, có thể sử dụng Amaterasu, đốt cháy bất cứ thứ gì mà cậu nhìn thấy bằng ngọn lửa đen, kể cả đó là lửa. Cậu có thể sử dụng Tsukuyomi, một ảo thuật nhốt tâm trí đối thủ vào thế giới ảo tưởng do cậu thiết kế. Có khả năng thay đổi nhận thức của họ về vật chất, không gian, trọng lực và thậm chí cả thời gian. Sau khi đánh thức Mangekyo Sharingan ở cả hai mắt, Itachi có thể sử dụng Susanoo. Susanoo của Itachi sở hữu thanh kiếm Tetsuka, một thanh kiếm với khả năng phong ấn bất kỳ mục tiêu nào mà nó đâm xuyên qua vào holo. Và khiên Yata, một tấm khiên được cho là có thể đảo bất kỳ đòn tấn công nào bằng cách thay đổi bản chất chakra của nó để đối trọng với đòn tấn công. Việc sử dụng Mangekyo Sharingan quá nhiều khiến cậu nhanh chóng cạn chakra và nguy cơ dẫn đến mù lòa. Sau khi được chuyển sinh, dường như Itachi có thể sử dụng nó mà không có bất kỳ trở ngại nào. Kamoto muốn lợi dụng sức mạnh của Itachi để chống lại liên minh nhận giả. Tuy nhiên, Itachi đã tự giải thoát mình khỏi sự khống chế của Kabuto nhờ vào con mắt của Shisui và cùng với Naruto phong ấn Nagato, sau đó giải trừ oán thổ chuyển sinh. 4. Uzumaki Nagato
là một shinobi của làng mưa và là hậu duệ của tộc Uzumaki, thành lập Akatsuki cùng với những người bạn của mình là Yahiko và Konan. Nagato ước mơ mang lại hòa bình cho thế giới shinobi. Tuy nhiên, sau cái chết của Yahiko, Nagato đã lấy bí danh là Ben và cùng với Konan bắt đầu lãnh đạo Akatsuki mới, một tổ chức sẽ buộc thế giới hòa bình bằng mọi cách cần thiết. Vị trí thủ lĩnh của Nagato là rất xứng đáng, được coi là thành viên quyền lực nhất. Bất chấp tình trạng yếu ớt và đôi chân bị thương, Kabuto vẫn coi Nagato là một shinobi được chuyển sinh mạnh mẽ. Sau khi được phục hồi và trẻ hóa cơ thể bằng cách sử dụng chakra vị thú mà cậu đã hấp thụ từ Kyuubi, đồng thời áp đảo và làm bất động Shinchuriki bát vĩ và cửu vĩ một cách dễ dàng mặc dù chân vẫn còn yếu. Để đánh bại và phong ấn cậu, cần nỗ lực phối hợp của Naruto, Kyuubi và Itachi. Với tư cách là Ben, cậu được nhiều cá nhân coi là bất khả chiến bại và sức mạnh đó cho phép cậu đánh bại và giết Hanzo. Có thể đánh bại Shiraiya, người thầy cũ của mình, Ben có thể một mình đối đầu với tất cả shinobi làng lá và săn phẳng nó. Trước khi đối đầu với Naruto, Nagato chưa bao giờ thua một trận chiến nào, vẫn thúc ép Naruto sử dụng những khả năng mạnh mẽ nhất Naruto có trong tay. Là hậu duệ của tộc Uzumaki, chakra của Nagato có khả năng phục hồi tự nhiên. Nguồn dự trữ chakra thực tế của cậu lớn bất thường, đủ để cậu có thể thực hiện nhiều kỹ năng tiêu tốn chakra khác nhau trong cùng một ngày. Trong quá trình luyện tập với Jiraiya, Nagato đã thành thạo mọi kỹ năng mà cậu được dạy, bao gồm nhiều phong cách, tất cả các thuộc tính biến đổi cơ bản và dương độn. Kỹ năng sử dụng nhiều loại nhẫn thuật của Nagato phần lớn nhờ Rinnegan được cấy ghép từ Madara. Ưu điểm lớn nhất của Rinnegan là nó cho phép Nagato tiếp cận các năng lực của lục đạo, như điều khiển trọng lực của thiên đạo, triệu hồi quái thú của xuất sinh đạo, khả năng hấp thu chakra vô hạn của ngạ vị đạo, kiểm soát các linh hồn của nhân gian đạo, vũ khí cơ giới đa dạng của Atula đạo, triệu hồi cộng địa ngục và phục hồi các thân xác khác của địa ngục đạo. Vì những hạn chế của cơ thể mình, Nagato có rất ít cơ hội để sử dụng trực tiếp bất kỳ khả năng nào trong số này. Tuy nhiên, khi có cơ hội, cậu có thể chuyển đổi giữa các đạo khác nhau một cách liền mạch và ngay lập tức. Một nhánh của lục đạo mà Nagato dành riêng cho mình là ngoại đạo. Với tư cách là ngoại đạo, Nagato có thể triệu hồi và điều khiển dị ma thần tượng và sử dụng kỹ thuật luân hồi chuyển sinh để hồi sinh người chết. Với ngoại đạo, Nagato có thể hình thành cái gọi là lục đạo Ben, điều khiển 6 xác chết đại diện cho 6 đạo và chúng có thể chia sẻ tầm nhìn cho nhau. Mặc dù mỗi đạo đều mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ mạnh nhất khi được sử dụng cùng nhau. Việc sử dụng đồng thời cả 6 đạo là lý do chính cho sự bất khả chiến bại khét tiếng của Ben. 5. Sarutobi Hiruzen là Hokage đệ tam của làng lá. Là đệ tử của hai Hokage tiền nhiệm của làng, Hiruzen là một ninja mạnh mẽ, được ca ngợi là nhẫn giả thánh nhân. Hiruzen là một thần đồng bẩm sinh, tài năng đó đã giúp ông trở thành Hokage khi còn trẻ, được Hokage đệ nhị trực tiếp lựa chọn. Ông là shinobi mạnh nhất từ gia tộc của mình, cũng như là Kage mạnh nhất khi còn đương nhiệm. Tuy năng lực chiến đấu đã suy giảm rất nhiều khi về già, nhưng ông vẫn có thể đối đầu với Orochimaru. Có sự giúp sức của Hokage đệ nhất và đệ nhị được chuyển sinh, cuối cùng phong ấn được hai Hokage tiền nhiệm và cánh tay của Orochimaru. Trong anime, Hiruzen được cho là có lượng chất ra rất lớn. Ngay cả khi về già, lượng chất ra của ông cũng không phải dạng vừa. Mặc dù đã già, nhưng tốc độ phản ứng và các giác quan của ông vẫn đủ tốt để tự vệ, ngay cả khi bị mất thị lực. Hiruzen còn nổi tiếng với danh hiệu là giáo sư, đã thành thạo tất cả các bộ kỹ năng và hình thức chiến đấu của shinobi. Hiruzen nổi tiếng về kiến thức và kỹ năng thượng thừa và tất cả các kỹ thuật từng tồn tại ở làng lá. Hiruzen là một trong số ít những người có thể thành thạo cả 5 nguyên tố chakra cơ bản như nhau và có thể sử dụng âm dương độn. Ông có thể sử dụng hỏa độn để tạo ra một ngọn lửa vô cùng lớn. Với thổ độn, ông có thể tạo ra một bức tường bùn để bảo vệ. Trong anime, ông có thể tạo ra một dòng sông bùn để hạ gục đối thủ. Ông cũng có thể tạo ra các thuật hệ lôi, phong, thủy mạnh mẽ tương ứng. Hiruzen thường xuyên sử dụng Shuriken trong chiến đấu. Bằng cách sử dụng Shuriken phân thân chi thuật, ông phân thân Shuriken thành hàng ngàn chiếc Shuriken bay thẳng đến cơ thể kẻ địch từ mọi hướng. Ông có thể triệu hồi hầu vương Enma, có thể biến thành một cây chưởng, có thể thay đổi kích thước và cứng như kim cương. Ông sử dụng nó rất thành thạo, mặc dù trọng lượng của nó khiến ông khó khăn ở tuổi già. Hiruzen có thể thi triển thi vị phong tận nhằm phong ấn linh hồn của mục tiêu bằng sự hy sinh của chính bản thân mình. 6. Senju Hashirama là thành viên của gia tộc Senju nổi tiếng. Bản thân ông được ca ngợi là nhẫn giả thánh nhân vì sức mạnh vô song của mình. Hashirama tìm kiếm hòa bình cho thế giới shinobi và vì mục đích đó đã thành lập đàn lá với gia tộc của mình cùng với người bạn thân thời thơ ấu và cũng là đối thủ của ông Uchiha Madara và gia tộc Uchiha.
Sau này ông trở thành Hokage đệ nhất của làng lá. Hashirama nổi tiếng là shinobi mạnh nhất trong thời đại của ông và là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử. Thông qua sức mạnh độc nhất của mình, Hashirama có thể tự mình phức phục và bắt giữ 8 trong số 9 vĩ thú đang lang thang tự do. Là một tộc nhân Senju và là hậu kiếp của Osatsuki Asura, Hashirama sở hữu sinh lực và thể chất rất vượt trội. Hashirama sở hữu lượng chất ra cực lớn. Khả năng kiểm soát chất ra của ông đủ để thực hiện nhiều thuật phức tạp và vi mô lớn khác nhau chỉ với một vài hoặc không cần ấn tay. Ông có thể dễ dàng chống lại sự kiểm soát của ế thổ chiến sinh hoàn hảo, có thể chữa lành những vết thương mà không cần kết ấn. Là một tộc nhân Senju, Hashirama được huấn luyện nhiều kỹ năng shinobi khác nhau. Ông có thể sử dụng ngũ trùng la sinh môn để bảo vệ bản thân khỏi hầu hết mọi đòn tấn công, sử dụng minh thần môn đủ mạnh để chế ngự thập vĩ. Hashirama thành thạo tất cả 5 nguyên tố tự nhiên cùng với âm và dương độn. Ông nổi tiếng nhất trong việc sử dụng mộc độn, một sự kết hợp giữa hai nguyên tố thổ và thủy, tạo ra gỗ và thực vật từ mặt đất hoặc chính bản thân ông với nhiều kích cỡ hoặc hình dạng khác nhau, có thể điều khiển theo mục đích của mình. Khả năng này dường như chỉ dành riêng cho ông vì không ai khác có thể sử dụng sức mạnh này một cách tự nhiên. Nhờ chữ lượng chất ra lớn, Hashirama có thể sử dụng tiên thuật và tiến vào trạng thái tiên nhân, có thể kích hoạt ngay lập tức. Mặc dù không biết ông đã học nó ở đâu, nhưng Hashirama tỏ ra rất đáng gờm trong cách sử dụng nó. Sức mạnh của tiên thuật cũng sẽ làm tăng cường đáng kể khả năng mộc độn. Như đã thấy, ở tiên thuật mộc độn Thiên Thủ Quan Âm tạo ra một đòn tấn công với hàng loạt cú đấm khổng lồ. Nó có thể phá vỡ lớp giáp Susanoo của cửu vĩ và là nguyên nhân chính cho việc hình thành thung lũng tận cùng. 7. Uchiha Madara là thủ lĩnh huyền thoại của gia tộc Uchiha. Ông đã thành lập làng lá cùng với người bạn thời thơ ấu và là đối thủ của mình, Hashirama, với mục đích mang lại một kỷ nguyên hòa bình. Tuy nhiên, cả hai đã không tìm được tiếng nói chung về cách thức mang đến hòa bình. Madara là một trong những shinobi tài giỏi nhất trong lịch sử, được công nhận là thành viên mạnh nhất của tộc Uchiha lúc sinh thời. Ông nổi tiếng nhất trong trận đánh toàn lực với nhận giả thánh dân Senju Hashirama. Sau khi được hồi sinh và có thêm một độn, Madara mạnh đến mức có thể một mình đánh bại cả 5 Kage. Madara bẩm sinh đã có chất ra rất mạnh, mà theo Tobirama và cửu vĩ miêu tả là nó cực kỳ ghê tởm và độc ác. Một phần lý do là bởi Madara đã kế thừa chất ra của Inra. Ông cũng rất giỏi điều khiển chất ra, có thể thực hiện các thuật phức tạp chỉ bằng thủ ấn một tay, còn có thể nhanh chóng hấp thụ và đồng hóa chất ra tiên nhân với chất ra của mình để đi vào trạng thái tiên nhân thông qua gương mặt của Hashirama ở trước ngực. Ông ta còn chia đều chất ra cho 25 một phân thân của mình, mỗi phân thân đều đủ khả năng để đấu lại với ngũ đại Kage. Madara cực kỳ thành thạo thể thuật. Trong cuộc đối đầu với sư đoàn 4, ông đã đánh bại hàng trăm đối thủ bằng thể thuật, trước đột vũ khí hay né các đòn tấn công lao đến mình từ nhiều phía, cũng như đủ nhanh để đả thương Naruto trong trạng thái tiên nhân. Khi bản thân cũng điên vào trạng thái tiên nhân, ông có thể đẩy lùi cả 9 vị thú và né được phi lôi thần chạm chỉ bằng cảm giác. Madara có thể sử dụng đa dạng nhiều loại vũ khí. Vũ khí chính của ông là chiếc quạt ba tiêu, có thể dùng để phòng thủ hay thổi lệch hướng các đòn tấn công, hay tấn công như một cái chùy. Madara có thể dùng cả 5 hệ chất ra tự nhiên cũng như âm dương độn. Là một thành viên của gia tộc Uchiha, Madara đặc biệt có thiên phú về hỏa độn, có thể tạo ra một bức tường lửa khổng lồ mà phải cần đến rất nhiều ninja thủy độn mới có thể dập tắt. Sau khi được cấy ghép DNA của Hashirama, Madara có thể sử dụng mộc độn với uy lực gần như là ngang bằng với Hashirama. Madara thức tỉnh Sharingan từ khi còn nhỏ. Đến khi trưởng thành, Sharingan của ông đã phát triển hoàn thiện và được kích hoạt gần như ngay tức khắc. Madara và em trai Uzuna là một trong những shinobi đầu tiên biết cách thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Madara đã thức tỉnh được cả hai Mangekyo Sharingan nên có thể triệu hồi Susanoo với sức phòng thủ cực cao ngay cả khi ở trạng thái chưa hoàn chỉnh. Sau khi có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, Madara có thể triệu hồi dạng toàn chân thể của Susanoo. Sau nhiều năm cái DNA của Hashirama vào cơ thể mình và vô tình trộm chất ra của Inra và Asura lại với nhau, Sharingan của Madara đã tiến hóa thành Rinnegan. Với Rinnegan, ông có thể dùng mọi khả năng của lục đạo. Khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ và có trong tay cả hai Rinnegan, Madara đã tiếp cận mặt trăng và thức tỉnh Rinnegan Sharingan trên trán, cho phép ông ta phản chiếu mắt mình lên mặt trăng, thi triển nguyệt độc vô hạn và nhốt tất cả mọi người ngoại trừ chính mình vào trong ảo thuật. 8. Gengetsu Hoyuki là thành viên của gia tộc Hōzuki cùng gia tộc với hai anh em Mangetsu và Suzetsu, và ông là Mizukage đệ nhị của làng sương mù. Với tư cách là Mizukage đệ nhị,
Gengetsu chắc chắn là một shinobi vô cùng mạnh mẽ và là shinobi mạnh nhất làng trong thời của mình. Sức mạnh của ông đến mức có thể giết chết Tsuchikage đệ nhị, mặc dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngay cả khi ông đã chỉ dẫn cho sư đồng bốn của Rara về cách thức đánh bại ông, nhưng không ai có thể vượt qua được ông, cho phép ông dễ dàng đánh bại một số lượng đáng kể shinobi trong sư đoàn, có thể hạ gục một nhóm shinobi chỉ bằng một cú đá, đủ khỏe để thoát khỏi cát của Rara sau khi làm vỡ tấm bùa phong ấn. Gengetsu có một huyết kế giới hạn không xác định. Gengetsu thành thạo thủy, hỏa, lôi và thổ độn cùng với âm và dương độn. Là một thành viên của gia tộc Hōzuki, nguyên tố nổi bật nhất của ông là thủy độn, có thể giúp ông biến cơ thể mình sang dạng lỏng và sau đó trở thành dạng rắn theo ý muốn. Có thể sử dụng ngón trỏ để bắn những viên đạn nước đủ mạnh để xuyên qua một phân thân cát. Trong anime, ông có thể tạo ra bong bóng nước để tấn công kẻ thù với tốc độ và sức mạnh rất lớn. Trong cơ thể, Gengetsu là một hỗn hợp giữa dầu và nước, giúp ông ta tạo ra một bản sao của chính mình, bao gồm nước được bao bọc bởi một lớp dầu mỏng bên ngoài. Khi bản sao di chuyển, dầu nóng lên khiến nước bên trong bay hơi và bản sao sẽ tăng kích thước theo, cho đến khi áp suất hơi nước tích tụ bên trong quá tải khiến bản sao sẽ phát nổ dữ dội. Sau đó nó sẽ được tái tạo lại như ban đầu. Nó được biết đến như nhẫn thuật bùng nổ vô hạn của Gengetsu. Gengetsu có thể triệu hồi một con sò khổng lồ để hỗ trợ chiến đấu. Con sò sẽ tạo ra sương mù sau khi mở vỏ, thứ mà Gengetsu có thể sử dụng để tạo ra ảo ảnh, giúp che giấu vị trí thực của nó một cách hiệu quả. Những ảo ảnh này rất thực tế và khó hiểu đến nỗi nhiều shinobi không thể hiểu được, mặc dù cho ông đã giải thích cho họ. Cách duy nhất để chấm dứt ảo ảnh này chính là tiêu diệt con sò thật. Lúc còn sống, Gengetsu có một mối thù với Tsuchikage đệ nhị và kết cục là cả hai đã giết nhau trong cuộc đối đầu cuối cùng của họ. 9. Mu là Tsuchikage đệ nhị của làng đá và là sư phụ của Tsuchikage đệ tam Onuki. Mu là một shinobi vô cùng mạnh mẽ, đến mức ông có thể giết Miyukage đệ nhị mặc dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trước khi trở thành Tsuchikage, ông được chọn làm vệ sĩ cho Tsuchikage đệ nhất. Mu là một shinobi cảm nhận rất giỏi, có khả năng cảm nhận chakra ở phần cách vài km. Ông còn có thể nhận ra sự khác nhau giữa các nguồn chakra thuộc về họ hàng gần và phân biệt được chakra của các làng khác nhau. Khi khả năng này được sử dụng cùng với phản xạ nhanh nhạy, ông có thể tránh được những nhẫn thuật mà ngay cả các Kage khác cũng khó tránh được, kể cả ở vị trí điểm mù. Mu có thể tự tách mình ra làm hai bản để giúp thoát khỏi một đòn chí mạng, nhưng cái giá phải trả là sức mạnh bị giảm đi một nửa. Ông có thể chất đủ mạnh để nhấc những tảng đá khổng lồ ra khỏi cơ thể, ngay cả khi bị thương nặng. Khi còn sống, người ta thấy Mu mang theo một cặp kiếm, ngụ ý rằng ông cũng rất giỏi kiếm thuật. Mu là một trong số ít shinobi có thể sử dụng tất cả 5 thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Ông cũng là một trong số ít những người có khả năng sử dụng huyết kế chọn lọc, trần độn, cho phép ông kết hợp các thuộc tính hỏa, thổ và phong, biến đối thủ thành tro bụi, thậm chí đến cấp độ phân tử. Với thổ độn, Mu có thể khiến cơ thể mình đủ nhẹ để bay. Thông qua việc sử dụng thủy độn, ông có thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình, khiến cho các nhẫn thuật thông thường không thể phát hiện ra. Khả năng này tuyệt vời đến mức ông trở nên nổi tiếng với biệt danh là vô ảnh nhân. Mu cũng có thể sử dụng dương độn. Trong thời kỳ Mu làm Tsuchikage đệ nhị, làng đá bắt đầu tích cực thu thập các vị thú. Ông có mối thù lớn với Hōzuki Rinetsu và cả hai đã giết nhau trong cuộc đối đầu cuối cùng. 10. Raikage đệ tam, A. Ông được mệnh danh là Raikage vĩ đại nhất và mạnh nhất mà làng Mây từng có. A chắc chắn là một shinobi vô cùng mạnh mẽ. Ông có thể một mình chiến đấu với một đội quân bao gồm 10.000 shinobi trong 3 ngày đêm liên tiếp và thậm chí trực tiếp đối đầu với Bác Vị. Bản thân Bác Vị cũng ca ngợi A là một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường. Giống như con trai mình, A sở hữu sức mạnh thể chất và thể thuật đỉnh cao, có thể đánh bại nhiều shinobi chỉ trong một chiêu, có tốc độ cực nhanh để có thể né được Gassen Shuriken chỉ cách đó vài mét. Điểm ấn tượng và nổi tiếng nhất của A là cơ thể cực kỳ bền bỉ, được mệnh danh là lá chắn mạnh nhất. Với nó, A có thể chịu được gần như mọi loại kỹ thuật và dễ dàng đẩy lùi các đòn tấn công thật sự gây sát thương cho ông. Vì ngay cả các kỹ thuật phong độn là khắc chế của ông cũng chỉ có thể gây sát thương rất nhẹ. Đòn tấn công duy nhất đủ mạnh để khiến ông bị thương nặng là của chính ông, dẫn đến vết sẹo trên ngực. A có trữ lượng chakra khổng lồ, đủ để phong ấn Bác Vĩ vào trong Konohaku Nozuhe sau vô số cơn thịnh nộ của nó. A thành thạo lôi độn, hỏa độn và thổ độn, sở hữu năng lực tuyệt vời với lôi độn. Ông được biết đến với hắc lôi độc nhất vô nhị, đủ thành thạo trong việc sử dụng nó để truyền đạt kiến thức lại cho Darui.
Giống như con trai mình, ấy có thể sử dụng lôi giáp để nâng cao hơn nữa sức mạnh thể chất và thể thuật vốn đã nổi tiếng của mình, gần như không thể bị xuyên thủng. Tương tự như Chidori, ấy có thể tập trung chất ra lôi vào các ngón tay, tạo ra những cú đâm mạnh mẽ. Ông có thể làm cho nó mạnh hơn bằng cách giảm số lượng ngón tay sử dụng. Độ sắc bén của kỹ thuật này đến mức có thể xuyên qua cao su, bất chấp khả năng chống điện của nó. Với sức mạnh này, ai có thể cắt đứt toàn bộ đuôi của bác vị trong cùng một lúc, thậm chí có thể xuyên thủng cơ thể cực kỳ bền bỉ của chính mình. Và đó là phần cuối của video này. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye!